去寻你。Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là đấu la đại lục phần thứ 2 của phim hoạt hình Tuyệt Thế Đường Môn sắp được cập nhật. Bàn Thể Tông mạnh mẽ xâm nhập Minh Đức Đường, cùng với sự xuất hiện đáng kinh ngạc của Tuyết Đế, vị vua đứng đầu trong Tam Đại Thiên Vương của cực Bắc. Trước đó, hình ảnh Tuyết Đế phiên bản chibi đã được tiết lộ, với cái đầu to và cơ thể nhỏ nhắn trông rất là dễ thương. Tuy nhiên, hình dáng này là trạng thái linh hồn. Tuyết Đế còn có một hình ảnh chân thân trưởng thành và hiện tại. Trailer độc quyền của Tuyết Đế đã được phát hành chính thức. Hãy cùng với LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Trong quá trình Vũ Hào thu phục băng đế, Tuyết Đế đã được nhắc đến. Thế nhưng khi đó chỉ là hình bóng. Tuyết Đế thực sự đáng thương dù là vương đứng đầu trong Tam Đại Thiên Vương của cực Bắc, xếp thứ 3 bên trong thập đại hung thú của đấu la đại lục, chứng tỏ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Tuyết Đế đã sử dụng một cây tuyết liên vạn năm giúp nàng hoàn thành việc phong ấn tự thân, chuẩn bị hóa thành người để tu luyện lại. Thế nhưng không may bị một phong hào đấu la phong ấn và bắt đi, cuối cùng rơi vào tay của Minh Đức Đường. May mắn thay, trong cuộc xâm nhập Minh Đức Đường do Độc Bất Tử dẫn đầu, Vũ Hào đã ngăn chặn hồn đấu la của Bản Thể Tông mang đi phôi thai hồn thú vạn năm, vô tình phá vỡ phong thần đài, giải thoát phôi thai hồn thú vạn năm và Tuyết Đế lần đầu tiên xuất hiện trong Tuyệt Thế Đường Môn với hình dáng chân thân trưởng thành. Từ trailer chúng ta có thể thấy Tuyết Đế xuất hiện đầy uy quyền sau khi thoát khỏi phong thần đài. Tuyết Đế với thân hình người không hề giống với một hồn thú, thân hình của Tuyết Đế vô hình hoàn hảo với những đường cong quyến rũ. Cô có mái tóc dài màu bạc, đeo vương miện pha lê, khuôn mặt thon gọn, trang điểm nhẹ nhàng cùng với ngũ quan xinh đẹp tạo nên một nhan sắc tuyệt vời khiến người ta mê mẩn. Tuyết Đế còn mặc một chiếc váy trắng tinh khôi với những họa tiết pha lê tinh tế, tôn lên vẻ thanh cao như là một nàng tiên. Khi mà cô nằm xuống trông như là một nàng công chúa đang ngủ, và khi từng giây thể hiện sự giận dữ, cô trở nên mạnh mẽ và uy nghiêm, giống như là một bông hoa mai nở trong băng giá, mang đến vẻ đẹp và sức mạnh khiến người ta phải say mê. Tuy nhiên, khi mà Tuyết Đế chính thức xuất hiện, cô tức giận vì sự tham lam của con người khiến cô thất bại trong việc hóa hình, không thể trở lại thành băng thiên tuyết nữ. Cô chỉ có thể dần dần tan biến. Trong trailer, Tuyết Đế đã bắt đầu trả thù con người, khôi phục lại hồn lực 70 vạn năm của chính mình. Theo trailer, Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần tiếp tục muốn phong ấn Tuyết Đế, chạm đến giới hạn của cô thể sẽ kéo họ cùng chết, giữ lại một chút bản nguyên và tự bạo với 70 vạn năm hồn lực. Đáng tiếc Độc Bất Tử và Kính Hồng Trần chỉ bị thương nhẹ, còn Tuyết Đế thì tiến vào cơ thể của Vũ Hào dưới sự giúp đỡ của Y Lai Khắc Tư, trở thành hồn linh đầu tiên trên đấu la đại lục. Vậy các bạn nghĩ sao về nhân vật Tuyết Đế ở trong Tuyệt Thế Đường Môn? Tạo hình quá đẹp phải không nào? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.